có cái sông đẹp quá. Cái này, cái thằng tè này là hoành bao nhiêu chú? Có hoành bẻ với chú nhá không? Không tập. Hoành. Nếu mà hoành cái này cũng phải bả đến tóm mấy. Thằng tè núi à? Chiều cô chắc 6 mét. Na ghé thăm vườn cảnh của anh Vượng. Anh em biết lâu rồi nhưng Nam mới có dịp ghé thăm. Đây cũng thuộc Bình Trị luôn á chú ơi. Có mấy cái khế đẹp quá. Do góc quay nó không mà hơi bị chặt nên là không thể chia sẻ để cả nhà thưởng thức cái sung này được. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với hai đứa. Cây ngô đồng này hoành rất là lớn. Cây này mà hoành tổng ở dưới khoảng 5 mét, hơn 5 mét. Chiều cao từ mặt bào lên 3,5 mét. Tiếp tục đây cũng là một cây ngô đồng. Do cách bố trí chèn chít của nhau nên là bây giờ mời anh em thom khổ thôi, sau đó anh em mà quan tâm thì liên hệ với hai lúa. Phía bên này có một cây nhẫn rừng. Cây này là điều khơ thoát ngoài thiên nhiên về nên là cái khế này mà dọn dẹp chỉnh sửa lại thì đẹp. Gia đình Vượng sở hữu rất nhiều những tác phẩm quý. Siêu phẩm hoa râu. Cây này thì cho bông rất là đẹp. Ui cái cây. Dạ. Dạ. Hoa râu. Cây ngô đồng ha. Cây hoa râu này thì quá già rồi. Cây này mà hoành tổng là làm cả tóm mấy. Bên trạng thì có một cây dúi. Tận với cây ngô đồng. Ngô đồng cho hoa đẹp. Phía bên này thì dúi và ổ sẻ.
anh em nào quan tâm tới những cây vú chập thì có thể liên hệ với hai chú, mình có thể dẫn các bạn đến nha tham quan. Anh em nào thiện chí thì có thể giao lưu sở hữu. Hiện giờ thì anh Vượng sở hữu rất nhiều những cây vú. Cây này sống rất là khỏe. Cây này tương lai đó. Giờ cái góc quay nó hoàn thiện. Chia sẻ chi tiết cho cả nhà thưởng thức. Cái hồng quân này đẹp quá. Cây này thì hoành khoảng 140, nhưng mà chiều cao từ mặt chậu lên nha 2m rưỡi. Đây có một cái quan do nó bị sót cái phía trong tường rộ này. Chủ yếu là nuôi phân. Cho nên là liền bể này. Cái quang này anh vừa cắt giật. Khu vực ngoài này có hai cây ẩu tàu. Cũng video đầu tiên ghé thăm vườn phâu của anh Vượng. Mời các bạn cùng ngắm cái hình ảnh chung thôi, bởi vì khung viên nó rất nhiều. Một số kẻ hoa ngào hoành lấn. Cây này là điều sống khỏe hay. Cây vẫu trăm. Đây có một cây ma hoành lớn, hoành phá trăm tóm. Cây trăm này có bể tương đối. Giờ thì anh Vượng đang thu mua phế liệu. Không gian nó không được. Này có một số tác phẩm dưới cũng cực lớn. Cái này hoành thì 160 nhưng mà cổ tư 5m. Mình cũng xin tạm dừng cuốn video ghé thăm vườn phâu của anh Vượng. Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ với hai hướng. Để kết thúc cuốn video ghé thăm vườn phâu của anh Vượng, mời cả nhà thưởng thức một tác phẩm mua đồng. Quá đẹp.
xin chào và hẹn gặp lại các bạn.